Bosilic thì trong đó phải có nhóm gì? COO hả? Nó là gì? Axit thì làm quỳ tím hóa gì? Đó, bắt đầu y chang như hóa vô cơ. Ví dụ RCOOH cộng với Na, axit cộng với kim loại ra muối và đó. Nhìn vô, đi vô, đi ra. Muối và Na đi vô. Đúng rồi, cân bằng. Thuộc luôn. Tiếp. Axit tác dụng được với ba giờ cho đại đi. NaOOH. Axit tác dụng với ba giờ ra muối và nước đó. Mình phải nhớ được cái bản chất của nó. Cân bằng luôn đi. Hệ số 1 1 1, hiểu. Axit tác dụng được với oxit ba ba giờ cho đại luôn đi, cộng COO này vô, này ra. Đọc nhớ CU hóa chị mấy? Đúng rồi, R gạch CC, CU, CU hóa chị mấy? 2. Thằng nhóm này mất mấy H? 1 H hóa chị 1. Cân bằng 2 1 cộng H2 gì? H2O. Đúng rồi, cân bằng 2. Đủ chưa? Rồi xong. Tiếp. Tác dụng với gì nữa đây? Phản ứng ete. Nhìn ete quan trọng nè. Cái này bài lên lớp 12 học đó. Cộng R'OOH. Phản ứng ete là phản ứng được tạo bởi từ Ngọc. Axit với Ancol hay còn gọi là axit với rượu. Bắt đầu nè. Rồi, ráp. R gạch C O O. Mở gạch gì hát chà bá rồi. Vậy nè, nhìn vô cái gạch đi, là gạch rồi mà. Ô đâu đã gạch vậy mà kêu ô gì nữa. Để gạch cái chữ H mà. Trời ơi, gạch H gì nữa. Gạch vậy luôn đi, mà thiệt á. R phải. Cộng. H2O. Đây gọi là gì? Ete có chữ S nha chị hai. Chứ không phải ete. S nghe gọi là ete. Người ta gọi là ete. Đó, đọc vô đàng hoàng. Tiếp, phản ứng cháy. Đọc lên cho lỡ ăn axit no đơn mà khở đi. CN cộng. Xin lỗi, CNH2N cộng. Cộng 1 COO. Đang đọc đơn giản trước. Rồi bắt đầu vô phức tạp. CNH2N cộng 1 COO. Hả? Cái đó đơn giản nhất rồi đó. Dạ, mình tại vì cái bộ não của bạn khác với bộ não người ta. Người ta viết như vậy người ta hiểu rồi. Còn bạn không có viết như vậy thì bạn không hiểu. Em viết như vậy xong em trình bày để cho bạn hiểu. Mỗi người có một cái gọi là. Thuộc nó luôn rồi. Thuộc thì được thì thuộc rồi. Thuộc đi rồi mai mốt rồi khổ. Cái gì cũng thuộc á, cái gì cũng nhớ lâu á. Hận thù cũng nhớ lâu luôn, đừng có thuộc. Từ biến đổi. Rồi vậy nhớ luôn đi, CNH2NO. Đó, mới nói thuộc đó. Nhiều. Đó, thấy chưa? Đó, thuộc đó, bản thân bằng thuộc đó, bạn nói thuộc đó. Hai nghe không? Hiểu hai. Thuộc đi rồi mai mốt quên rồi, bạn phải biết vận dụng từ đây nha. Vậy CNH2NOO2. Rồi đọc lại coi. Ăn đề hít no đơn mặt thở giống vậy đi. CNH2N cộng 1 ăn đề hít. Đúng rồi, gom gọn giống này coi nè. Đó là CNH2N cộng O. Không biết cái nhẩm từ từ nghe không? Được chưa? Rồi phải ấn cháy. Nhẩm đó, đó thuộc đi. Nhiều rồi sao thuộc nổi. Ra CO2 và nước cân bằng. Nhiều. 2, 3N. Chia. Ai.
trừ 2 chia 2. Làm ơn làm phước, chị làm ơn chị cân bằng xong chị phải kiểm tra lại giùm em nha. Em nói thiệt cho chị, cái bộ não của chị không có giống như người ta, nghĩ một đàn giết một nẻo, nghe chưa?